Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Sau đây là những bản tin. Hà Nội lội ngược dòng trước Viettel để vô địch giải U19 2022. Để U19 Viettel dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng U19 Hà Nội đã lội ngược dòng thắng ngược 2-1 để lên ngôi vô địch giải U19 quốc gia 2022. Đúng như dự đoán, trận chung kết vòng chung kết U19 quốc gia giữa hai đội bóng hay nhất giải là U19 Viettel và U19 Hà Nội đã diễn ra rất hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ U19 Hà Nội ở phút 20, từ quả đá phạt ở giữa sân của Sĩ Đức, Chí Phong đã đón được bóng và tung ra quả đánh đầu nguy hiểm, nhưng thủ môn Huy Hoàng của U19 Viettel cũng đã chơi rất xuất sắc để cứu bàn thua. Ngay sau đó, các cầu thủ đội bóng áo lính đã dần lấy lại thế trận. Sự nguy hiểm của U19 Viettel cũng đã được lên tiếng với những cầu thủ chơi rất hay như Nguyễn Văn Tú hay Khuất Văn Khang. Ở phút 42, từ pha đá phạt của Thành An, Văn Tú đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự U19 Hà Nội để mở tỷ số cho U19 Viettel. Bước vào hiệp 2, U19 Hà Nội đã dâng cao nhằm tìm bàn gỡ hòa. Bên cạnh đó, sự thay đổi người của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cũng mang đến sự hiệu quả nhất định. Phút 77, từ pha phối hợp ở trung lộ, Anh Tú và Văn Trường tiếp tục có cơ hội ghi bàn khi liên tục có pha đá bóng ở tư thế đối mặt với thủ môn Huy Hoàng. Và rồi, những nỗ lực của U19 Hà Nội cũng được đền đáp ở phút 88 khi cầu thủ vào thay người Long Nhật đã ghi bàn sau pha lộn xộn trong vòng cấm. Không những vậy, chỉ một phút sau, Văn Trường đã khiến tất cả phải ngạc nhiên bằng bàn thắng siêu phẩm với pha sút bóng chính xác từ khoảng cách hơn giữa sân. Với hai bàn thắng chỉ trong một phút ở cuối trận, U19 Hà Nội đã có lần thứ 6 đăng quang giải U19 quốc gia đầy thuyết phục. Cầu thủ U19 Hà Nội ghi bàn từ 50m giúp đội nhà vô địch U19 quốc gia. U19 Hà Nội đã có chiến thắng không tưởng vào những giây cuối cùng trận chung kết U19 quốc gia gặp đối thủ Viettel. Đây là lần thứ 6 U19 Hà Nội đăng quang giải đấu này. U19 Hà Nội kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp một trận chung kết U19 quốc gia. Họ có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ môn Huy Hoàng bên phía U19 Viettel. Những phút cuối hiệp 1, U19 Viettel bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 42, Văn Tú đã tận dụng sai lầm hàng thủ U19 Hà Nội để mở tỷ số cho U19 Viettel. Sang hiệp 2, U19 Hà Nội vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Viettel đã chủ động lùi về phòng ngự. Đến phút 88, nỗ lực của U19 Hà Nội được đền đáp với bàn thắng gỡ hòa do công của cầu thủ vào sân thay người Long Nhật. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó vì ở phút 90, U19 Hà Nội đã có bàn thắng lội ngược dòng. Tận dụng tình huống mất bóng của cầu thủ U19 Viettel, Văn Trường tung cú sút từ khoảng cách 50m đi thẳng vào lưới đối phương. Thủ môn U19 Viettel đã dâng lên hơi cao trong pha bóng này. Siêu phẩm của Văn Trường cũng chính là bàn thắng mang đến danh hiệu vô địch giải U19 quốc gia cho U19 Hà Nội. Đây là lần thứ 6 U19 Hà Nội đăng quang giải đấu này. Ở giải đấu năm nay, U19 Viettel đã toàn thắng 13 trận đấu nhưng lại để thua ở trận đấu cuối cùng. Giải U19 quốc gia năm nay chứng kiến nhiều tình huống tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Ở tứ kết, thủ môn mang áo số 1 của U19 Sông Lam Nghệ An đã cản phá thành công 4 quả luân lưu để giúp đội nhà vào bán kết giải đấu. Thua ngược U19 Hà Nội, cầu thủ U19 Viettel khóc nức nở. Cầu thủ U19 Viettel không giấu được nỗi thất vọng khi thua ngược 1-2 trước U19 Hà Nội ở chung kết U19 quốc gia 2022. U19 Hà Nội đánh bại U19 Viettel với tỷ số kịch tính 2-1, trong đó cả hai bàn được ghi trong những phút cuối trận để lên ngôi vô địch giải U19 quốc gia 2022. Đội bóng thủ đô đã chơi không tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần 20 phút cuối trận quật khởi để khắc tên mình lên cúp vô địch. U19 Hà Nội áo vàng không được đánh giá cao bằng U19 Viettel ở trận chung kết. Thực tế hiệp 1 diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi U19 Hà Nội lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhường sân cho U19 Viettel kiểm soát bóng. U19 Hà Nội có một số tình huống đẩy cao đội hình pressing, nhưng U19 Viettel thoát bóng tương đối hiệu quả để giải tỏa áp lực.
thua ngược U19 Hà Nội, cầu thủ U19 Viettel khóc nức nở. Cầu thủ U19 Viettel không giấu được nỗi thất vọng khi thua ngược 1-2 trước U19 Hà Nội ở chung kết U19 quốc gia 2000. Thua ngược U19 Hà Nội, cầu thủ U19 Viettel khóc nức nở. Cầu thủ U19 Viettel không giấu được nỗi thất vọng khi thua ngược 1-2 trước U19 Hà Nội ở chung kết U19 quốc gia 2022. U19 Hà Nội đánh bại U19 Viettel với tỷ số kịch tính 2-1, trong đó cả hai bàn được ghi trong những phút cuối trận. Để lên ngôi vô địch giải U19 quốc gia 2022, đội bóng thủ đô đã chơi không tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng chỉ cần 20 phút cuối trận cuộc khởi để khắc tên mình lên cúp vô địch. Cầu thủ U19 Hà Nội ghi bàn từ 50m giúp đội nhà vô địch U19 quốc gia. U19 Hà Nội đã có chiến thắng không tưởng vào những giây cuối cùng trận chung kết U19 quốc gia gặp đối thủ Viettel. Đây là lần thứ 6 U19 Hà Nội đăng quang giải đấu này. U19 Hà Nội kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp 1 trận chung kết U19 quốc gia. Họ có nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không thắng được thủ môn Huy Hoàng bên phía U19 Viettel. Những phút cuối hiệp 1, U19 Viettel bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 42, Văn Tú đã tận dụng sai lầm hàng thủ U19 Hà Nội để mở tỷ số cho U19 Viettel. Sang hiệp 2, U19 Hà Nội vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Viettel đã chủ động lùi về phòng ngự. Đến phút 88, nỗ lực của U19 Hà Nội được đền đáp với bàn thắng gỡ hòa do công của cầu thủ vào sân thay người Long Nhật. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó vì ở phút 90, U19 Hà Nội đã có bàn thắng lội ngược dòng. Tận dụng tình huống mất bóng của cầu thủ U19 Viettel, Văn Trường tung cú sút từ khoảng cách 50m đi thẳng vào lưới đối phương. Thủ môn U19 Viettel đã dâng lên hơi cao trong pha bóng này. Siêu phẩm của Văn Trường cũng chính là bàn thắng mang đến danh hiệu vô địch giải U19 quốc gia cho U19 Hà Nội. Đây là lần thứ 6 U19 Hà Nội đăng quang giải đấu này. Ở giải đấu năm nay, U19 Viettel đã toàn thắng 13 trận đấu nhưng lại để thua ở trận đấu cuối cùng. Giải U19 quốc gia năm nay chứng kiến nhiều tình huống tỏa sáng của các cầu thủ trẻ. Ở tứ kết, thủ môn mang áo số 1 của U19, Sông Lâm Nghệ An đã cản phá thành công 4 quả luân lưu để giúp đội nhà vào bán kết giải đấu.